Chào các bạn, hôm nay Trường làm clip này để cảnh báo các bạn có một số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo có thể sẽ gọi đến cho các bạn. Số điện thoại này gọi thông báo bạn nộp tiền phạt. Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, thời kỳ của Covid nên hơn một tháng nay Trường không có ra đường. Nhưng mà sáng nay chưa mở mắt ra đã có một cuộc gọi điện đến là thông báo là phải nộp phạt. Thì mới đầu Trường nghe không biết, tưởng là người gọi và cũng đã trả lời rất là bình thường. Nhưng sau đó thì số điện thoại này yêu cầu mình bấm số 9 để được giải đáp thắc mắc. Từ lúc này thì mình đã biết đây là cái cuộc điện thoại lừa đảo, vì thực tế mình không đi đâu cả nên là mình không sợ. Sau khi bấm số 9 thì mình đã có chôn lại cái người nói chuyện trực tiếp, mình biết đây là người thật. Cái nội dung chôn thì mình xin phép không để trong clip này, tại vì có nhiều cái lời lẽ không chuẩn mực. Và nội dung như nào thì bây giờ chúng ta hãy nghe thử cái cuộc gọi và số điện thoại đó ngay bây giờ. Xin mời các bạn. Alo, Trường nghe đây ạ. Anh chị có một đêm nay đóng phạt chưa thử lý, mọi thắc mắc vui lòng bấm 99. Cái gì cơ, chị có nhầm không ạ? Anh chị có một đêm nay đóng phạt chưa thử lý, mọi thắc mắc vui lòng bấm 99. Cuộc gọi tự động à? Vâng, như bạn thấy thì cái cuộc gọi này dài 26 giây và cái số lặp đi lặp lại thì là 2 lần, thì bên kia nhắc đi nhắc lại, thì đấy là tại sao mà mình phân biệt được đây là cái cuộc gọi tự động. Cái nội dung trả lời thì mình đã không có ở trong cái clip này, mình đã xin phép được xóa đi tại vì những lời lẽ có thể là không chuẩn mực đối với một số khán giả xem ở đây. Và sau khi đó thì mình muốn ghi lại cái cuộc điện thoại, gọi lại cái cuộc điện thoại vừa rồi, thì mình bấm lại cái số người ta vừa gọi cho mình và cái số chính, thì ngay lập tức thì cuộc gọi đã bị từ chối ngay. Đây, như các bạn thấy, cuộc gọi đã từ chối ngay lập tức. Sau đó mình đã chuyển qua cái số điện thoại khác để gọi, thì khi mà gọi lại thì đây là cái số chặn cuộc gọi đến, có nghĩa là những người nào người ta gọi cho mình thì có thể là sau đó người ta sẽ thay cái số điện thoại để liên hệ riêng, vì vậy cái số điện thoại này sẽ không thể liên hệ được. Đây, mình sẽ quay lại cái màn hình cho các bạn thấy. Số máy quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại. The number you have dialed does not exist. Số máy quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại. The number you have dialed does not exist. Thuê bao quý khách vừa gọi không gọi được, đó là tại sao mà cái số này nó chặn cho mọi người. Thực ra là mình muốn làm clip này để cảnh báo đến tất cả mọi người, cũng muốn gửi tới cái cơ quan chức năng có thẩm quyền biết để ngăn chặn cái sự việc trên. Nhưng mà thực ra là mình không biết là gửi đến cơ quan nào để tố cáo cái những cái dấu hiệu có hành vi lừa đảo này. Mong các bạn hãy chia sẻ để nhiều người sẽ không bị những cái số điện thoại lạ này làm phiền. Ít nhất là làm phiền, mình chưa nói đến lừa đảo.